Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9, 2019. Kính mời các bạn xem bản tin: Đến Hà Nội, Thượng tướng Shin Ngo gặp Cuba, Việt Nam chỉ cách. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến cuộc viếng thăm của một vị tướng của Cuba đến Việt Nam. Đó là Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Thượng tướng Azaro, vừa đến Hà Nội hôm 16 tháng 9 vừa qua. Và hình ảnh các bạn có thể xem trực tiếp trên một số kênh trong nước cũng đã đăng tải rất rõ hình ảnh ông. Chiều ngày 16 tháng 9, Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Cuba Alvaro. Phan Văn Giang là một Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Ông từng là Phó Tổng Tham mưu trưởng Tư lệnh Quân khu 1, Tư lệnh Quân đoàn 1, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ, ông tướng Cuba đã được Thượng tướng Phan Văn Giang đón tiếp trong ngày 16 tháng 9. Và vị tướng Cuba này sau đó cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc để xin giống ngô. Và hình ảnh các bạn có thể xem trực tiếp trên trang của chính phủ cũng đã chia sẻ bài viết này: Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang cách mạng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Điều này rất đặc biệt, khi một vị tướng sang Việt Nam chưa nói gì đã có cái việc là xin giống ngô, thì dường như là ông làm thay công việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Chiều nay, tức là ngày 16 tháng 9, tiếp Thượng tướng Alvaro, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực. Đấy, ghi rất rõ. Đồng chí khẳng định, và Cuba cũng khẳng định quan hệ Cuba-Việt Nam là quan hệ mẫu mực trên thế giới hiện nay. Mà có điều rất đặc biệt là khi Cuba đã khẳng định cái điều đó từ trước đến nay, và ngay lần này, ngay tại Hà Nội, giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông đang diễn ra, thì Cuba không hề nói gì đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như không tỏ thái độ phản đối Trung Quốc trong cái hành động đó, mà Cuba vẫn nói rằng là quan hệ Cuba và Việt Nam là quan hệ mẫu mực. Thì điều này có khá mâu thuẫn với nhau khi mà những người đồng chí cộng sản nói chuyện và hứa hẹn. Ngoài ra, trong bài báo cũng ghi đồng chí mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang canh tác giúp canh tác cây ngô hiện đạt mức năng suất thấp. Để đẩy mạnh canh tác, quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn đất đai. Từ lâu nay, quân đội Cuba đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất lương thực cho đất nước. Đồng chí mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề nghị này và thông qua bộ nói chuyên ngành của Việt Nam giúp đỡ Cuba. Và đây là cái điều rất đặc biệt, là quân đội Cuba lại có cái nhiệm vụ rất quan trọng là đi làm nông nghiệp để trồng ngô. Thực ra chỉ có những nước xã hội chủ nghĩa, nước cộng sản còn lại, và phải trong những hoàn cảnh rất khó khăn thì quân đội mới phải làm những cái việc như thế này, cũng như quân đội nhân dân Việt Nam thì lại đi buôn bán điện thoại. Thì tất nhiên điều đó sẽ làm suy yếu và suy giảm cái sức chiến đấu của quân đội rất nhiều vì nó phân tâm. Và tiếp bài báo viết tiếp là Cuba cũng có nhu cầu hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh mạng. Vâng, an ninh mạng thì cái điều mà các bạn cũng vừa thấy, Việt Nam vừa ra luật an ninh mạng bắt đầu từ đầu năm 2019 bắt đầu áp dụng, và rất nhiều người đã bị theo dõi cũng như bắt giữ một cách vô cớ, và họ dùng những cái luật mơ hồ này để áp đặt rất nhiều những cái tội danh cho những người viết trên trang mạng. Và Cuba dường như thấy điều đó là hay và phù hợp, cho nên cũng bắt đầu yêu cầu Việt Nam hỗ trợ để làm cái điều này. Thì đây là những thể chế của cộng sản, thì thường họ hay có những cái việc hỗ trợ giúp đỡ nhau để đàn áp nhân dân như vậy. Trong bài báo ghi tiếp là Việt Nam luôn nỗ lực giúp Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực. Và các bạn có thể tra khảo trong cái thông tin này trên trang của chính phủ. Vậy thì Cuba là một nhà nước chủ nghĩa xã hội, cũng giống Việt Nam, nhưng mà gần đây thì đất nước, các nước trên thế giới đã bước sang thế kỷ 21, nhưng Cuba thì vẫn bị thiếu đói rất trầm trọng. Và cái điều đặc biệt trong chuyến đi này, thì trong lúc Việt Nam đang bị chính người đồng chí Trung Quốc cùng chủ nghĩa xã hội xâm chiếm chủ quyền trên Biển Đông, nhưng vị tướng Cuba này sang chỉ xin rất nhiều điều kiện, rất nhiều hỗ trợ giúp đỡ, nhưng không hề nói bất cứ một dòng nào về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và để ủng hộ Việt Nam trong lúc này. Mà ngược lại, chỉ có những đất nước như Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, Anh, Pháp và các nước dân chủ tự do trên thế giới mới ủng hộ mà thôi. Thì đây chúng ta thấy rất rõ một cái bằng chứng cụ thể
về việc những người đồng chí cộng sản với nhau khi gặp hoạn nạn và khó khăn thì họ dường như có một sức ép nào đó từ Trung Quốc, và Cuba cũng không thể ủng hộ Việt Nam trong lúc này, mặc dù Cuba đang rất khó khăn về lương thực. Và trước khi ra về thì Vụ tướng Cuba cũng đã cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ lương thực trong thời gian qua, và điều đó giúp cho người Cuba đã tránh được những cái nạn đói trầm trọng đã diễn ra ở nước này. Và cái điều mà các bạn có thể xem những cái thông tin rất cụ thể đó là việc một cái bài báo trong nước đã đăng về việc Việt Nam viện trợ lương thực cho Cuba. Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo. Ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Hải Phòng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức buổi lễ trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Số gạo này là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho Cuba. Và món quà đã được thông báo trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến 30 tháng 3 năm 2018 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục một phần khó khăn về lương thực. Thì đây là cái điều các bạn thấy, đất nước Cuba là rất tươi đẹp, và từ trước đến nay họ đã trải qua quá nhiều những cái cuộc chiến, và bây giờ thì họ thiếu đói bởi vì họ vẫn kiên trì cái chủ nghĩa xã hội. Và tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức xuất kho, vận chuyển để bàn giao 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Việt Nam cho nhân dân Cuba tại cảng Marina, Cuba. Có nghĩa là Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm và chuyên chở toàn bộ 5.000 tấn gạo này đến tận Cuba. Và điều đó các bạn cũng thấy là cái sự tốn kém rất nhiều trong cái thời gian này. Và Việt Nam, Trung Quốc và Cuba thì mặc dù cùng thể chế chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, nhưng đến thế kỷ 21 này rồi thì các bạn vẫn chứng kiến là nhân dân Cuba vẫn bị thiếu đói như Việt Nam của những cái năm rất trước thời kỳ bao cấp trước đây. Còn người đồng chí Trung Quốc của Việt Nam thì đang bắt đầu chiến lược xâm phạm cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam bằng việc là họ liên tục đưa những cái tàu Hải Dương 8 và những tàu hộ tống sang để thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mặc dù trước đó thì có vẻ như là Trung Quốc và Việt Nam đã có những cái quan hệ rất rõ ràng, đó là việc ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và uống trà với ông Chủ tịch Tập Cận Bình ở ngay trong nhà sàn của Cụ Hồ. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được cái thái độ của Trung Quốc và mưu đồ của Trung Quốc là xâm phạm toàn bộ vùng Biển Đông của Việt Nam, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam đang có chủ quyền. Và những chiếc tàu như thế này các bạn cũng có thể thấy, đấy là tàu Hải Dương 8 hiện nay cũng đang quần đảo ở ngay khu vực bãi tư chính cùng với ít nhất là 6 tàu hải cảnh của Trung Quốc rất hung dữ và sẵn sàng đâm chìm tất cả những tàu cảnh sát biển hoặc là những tàu của ngư dân đến gần. Điều đấy rất nghiêm trọng đã diễn ra trong thời gian qua. Và vậy cùng một lúc thì Việt Nam phải đối diện với hai cái người đồng chí chủ nghĩa xã hội của mình, đó là chống Trung Quốc người khổng lồ tham lam và xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam, và đồng thời giúp lương thực cho các đồng chí Cuba của Việt Nam trong thời gian qua. Và chắc chắn thời gian tới Việt Nam vẫn phải tiếp tục có những thái độ và có những cái cử chỉ này để giúp nhân dân Cuba vượt qua những nạn đói. Ngoài ra Việt Nam cũng đang đối mặt với những cái việc tham nhũng vô pháp, và do cái thể chế độc tài tại Việt Nam đã khiến nước này ngày càng lún sâu vào cái khủng hoảng và không thể tự giải quyết được. Trong đó có môi trường bị tàn phá một cách rất nghiêm trọng qua những cái dự án của Formosa đầu tư và gây ô nhiễm môi trường cho các tỉnh miền Trung, và ô nhiễm khu công nghiệp mà cụ thể nhất chúng ta vừa chứng kiến đó là vụ cháy khu nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông đã làm thoát ra hơn 20 kg thủy ngân cực kỳ độc hại, và cái điều này sẽ giết mòn người dân Việt Nam ở Hà Nội trong thời gian dài tới đây. Và giáo dục của Việt Nam thì cũng rất mục ruỗng bởi vì tình trạng mua điểm, chạy điểm đã có từ rất lâu. Và ngay hiện nay, những cái quan chức đang nắm quyền hiện nay, kể cả những người nắm quyền cao nhất, thì chắc chắn cũng có những người đã sử dụng những bằng cấp giả và không đúng để lên những vị trí cao và lãnh đạo những người khác. Và điều đó dẫn đến Việt Nam ngày càng tụt hậu với thế giới. Về y tế thì các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian qua rất nhiều những vụ thuốc giả, thuốc ung thư giả tại Việt Nam, và đã làm chết. Qua cái việc này thì chết hàng nghìn người dân Việt Nam, và chắc chắn những người đã sử dụng những viên thuốc này có thể khởi kiện những công ty mà đã làm cái điều đó, và như ở Đức hoặc nước khác thì sẽ được đền bù một cách rất lớn. Và về mặt tài chính thì nhà nước cũng đã thực hiện
chủ trương là các công ty nhà nước là chủ đạo kinh tế, nhưng thời gian vừa qua thì những công ty nhà nước đã liên tục đổ bể và gây một cái gánh nợ khổng lồ cho nền kinh tế, và điều đó dẫn đến hàng Việt Nam đã đưa ra con số khổng lồ đối với những cái người mà khi sinh ra, người dân Việt Nam, bất cứ người nào bắt đầu cất tiếng nói chào đời đã phải chịu cõng trên lưng một số tiền hàng chục triệu đồng Việt Nam tiền nợ nhà nước và chưa biết bao giờ mới trả được. Và điều tốt nhất hiện nay là Việt Nam không nên khuyên Cuba tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội nữa, mà nên cùng nước bạn đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản, chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do. Có như vậy thì Việt Nam mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của đất nước, và Cuba không phải ngửa tay xin viện trợ lương thực hàng năm từ Việt Nam để cứu đói cho người dân của mình nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ ba, 17 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn quan tâm để chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo đến các bạn trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Xin chào.